Cách sống giản dị, nghe là sốc của ông Hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn. Sở hữu giọng ca trời phú, đồ nổi tiếng và sự giàu có bậc nhất làng giải trí, nhưng ông Hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn lại có một cách sống khá giản dị. Mới đây khi đăng tải loạt ảnh cưới cùng dòng úp mở, nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng món quà gì? Ông Hoàng nhạc sĩ nhận ngay được phản hồi từ fan, anh ba mua bảo hiểm trinh tiết rồi, chắc anh không lấy vợ đâu. Bình luận tứ táo của fan khiến nhiều người nhớ lại từng chi tiết một bài phỏng vấn cách đây 6 năm. Nam danh ca từng tiết lộ chuyện đã chi cả triệu USD để mua bảo hiểm trinh tiết đời trai. Giới showbiz Việt có lẽ chỉ có ông Hoàng nhạc sến, Ngọc Sơn mới dám chịu chi đến như vậy. Giàu có bậc nhất làng giải trí nhưng không phải ai cũng có cách chơi gì giống giọng ca tình cha. Năm 2000, Ngọc Sơn từng gây sốc khi tự đúc tượng mình bằng 1.000 cây vàng. Công trình mà theo anh cả thế giới chưa từng có. Tuy nhiên, bức tượng vàng của Ngọc Sơn đã bị chính quyền yêu cầu rời đi không lâu sau khi được nam danh ca trân trọng dựng lên ngay trước cửa nhà. Không chỉ cách ăn chơi mà nhà lầu xe hơi của Ngọc Sơn cũng phải khác người. Ngọc Sơn sở hữu căn biệt thự 100 tỷ, âm u, rùng rợn ngay trung tâm Sài Gòn. Danh cơ đồ sộ này được thiết kế theo đúng phong cách gì của chủ nhân với ngai vàng nổi bật. Từ năm 1995, Ngọc Sơn còn được xem là ca sĩ đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc xe Cadillac xế sang, được ưa chuộng bởi nhiều vị tổng thống phương Tây thời điểm ấy. Anh thậm chí còn thuê vệ sĩ bảo vệ cho siêu phẩm của mình. Ngọc Sơn từng bị gắn liền với quá khứ đầy tai tiếng khiến anh bị dán cho những biệt danh chẳng mấy hay ho: khùng điên, biến thái, lăng nhăng, ăn chơi tát tráng. Bản thân nam ca sĩ từng chia sẻ, đa phần những lời đồn đại đó là không đúng. Theo anh, đơn giản là lý do cách nghịch ngợm như con nít của mình. Cuộc sống dị là thế. Cách làm từ thiện của Ngọc Sơn cũng chẳng giống ai. Mỗi dịp sinh nhật của mình, nam ca sĩ thường xuyên mạnh tay làm từ thiện khi phát tiền, phát gạo và quà tới bà con nghèo ngay tại biệt thự của mình. Hình thức từ thiện này đã được Ngọc Sơn thực hiện đều đặn trong khoảng 15 năm qua. Anh còn từng rao bán căn biệt thự 100 tỷ để làm từ thiện và xin chỉ giữ lại một khoản tiền nhỏ nhỏ cho riêng mình. Khác với hình ảnh quá khứ, chính liền với tai tiếng, danh ca Ngọc Sơn của 6 năm trở lại đây ngày càng thay đổi, khéo léo trong lời ăn tiếng nói và chỉnh chu hơn trong cách ăn mặc. Quá khứ thích vô trương là thế, nhưng trước mặt khán giả, anh lúc nào cũng chỉ nhận mình là tấm thân bé nhỏ của đại gia đình.